các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dựng những cái công trình mà nó có cái đường nó lượn lượn như thế này. Đây là cũng một cái xu hướng mà người ta thiết kế, xu hướng thiết kế mới nên người ta vận dụng cũng khá nhiều. Cái kỹ thuật thi công của những cái này thì thực ra nó là những cái miếng gỗ người ta cắt bằng máy CNC thôi. Thì bạn nào muốn người thi công những cái kỹ thuật này thì các bạn có thể là liên hệ với tôi, tôi có thể là hướng dẫn các bạn. Vì những cái kiểu này thì những cái ngoài thực tế thì tôi cũng đã từng làm một số các công trình, cũng như là cho các cái reception của các cái ngân hàng, hoặc là giống như nhà hàng thì cũng đã từng làm. Hoặc là ở đây hơn nữa thì nó có những cái dạng như thế này, nó là một kiểu, hoặc là như thế này. Bây giờ để dựng được cái này thì các bạn có thể là xuất phát tùy theo những cái dạng khối mà mình có thể làm. Đây tôi xuất phát từ một cái khối của một cái plan ha. Tôi tăng cái gì này, này. Các bạn muốn cho cái đường của mình nó lượn thì tôi sẽ tăng cái hàng này. Số lượng này nó càng. Sau khi xong thì tôi sẽ chuyển cái thằng này vào edit mode. Tôi chọn điểm, nhưng mà tôi chọn cái điểm đó, tôi bật sort selection ha. Mình tìm đến cái thẻ sort selection, cái nằm này tôi đánh vào tích ở đây và tôi tăng cái thằng này, là tôi nắm cái thằng này tôi kéo nó lên này. Bạn muốn mình kéo xong mà ở đây mình có thể là scale cái thằng này nó lượn một góc như thế nào tùy ha. Ở đây tôi thì thì theo cái mức độ mà các bạn có thể là cho cái này nó lớn hơn. Nhưng mà ở đây tôi cũng có thể là kéo cho nó rộng xuống. Okay. Ở đây nó có cái hình dạng cái pin và cái blue này, cái phần là mình thay đổi cái đồ thị. Sau khi mà tôi thay đổi được các cái hình dạng này rồi thì tôi tắt nó đi, tắt cái view sau. Sau đó tôi chọn vào chế độ cạnh. Vấn đề ở đây là tôi muốn nó lượn đi theo cái chiều nào, giống như bạn muốn như nó cái tròn một cạnh. Sau đó tôi sử dụng các cái chế độ chọn ở trong nó. Xong rồi cái tôi sẽ tắt nó ra, tôi sẽ tắt nó ra. Nhưng tôi chọn smooth và tôi sẽ đặt làm ngang. Tôi bấm OK. Tương tự thì tôi cũng có thể là chọn đường dọc. Tôi cũng tắt nó ra. Rồi, tôi đặt là dọc. Ok. Như vậy lúc này mình lau cái thằng này ra nè các bạn. Nó là cầm này. Như vậy là các bạn đã tách ra được hai đường, đường ngang và đường dọc. Giờ mình muốn sử dụng đường nè. Mình vào chế độ của Edit Table. Mình vào Modify ha. Sau đó mình bấm vào Rendering. Tích cái này này. Tích vào Render luôn. Chọn vào chế độ Rectangle là chế độ. Cái này các bạn tăng cái này cho nó nhỏ nhỏ lại. Tôi thấy nó lớn thì cho nó. Nhưng mình khi mà mình giật mà mình kiểm soát được các cái kích thước rồi thì mấy anh này tôi có thể là cho nó lên 6 như thế này. Được thầy ý của các bạn. Đây nó có cái góc mình muốn thay đổi cái miếng này nó nghiêng một góc rồi. Đây bạn có thể cho cái hàng này cả 0.5 thế nhỉ.
tương tự mình muốn cho cái đường kia thì mình bật lên đây luôn này. Như vậy tóm lại qua cái bài này thì các bạn nắm cho tôi cái gì? Có nghĩa là từ cái việc mà mình chọn, sau đó mình biến đổi cái hình, sau đó mình chọn tất cả và mình reshape nó ra, mình tách cái đường shape trong khối này ra thành một cái đường shape. Và sau đó các bạn dùng các cái chế độ rendering ở trong cái table FBLine này, mình thay đổi. Tuy nhiên ở đây nó cũng có nhiều cái cách nữa, là các bạn có thể là extrude cái đường nó ra cũng được, hoặc là save cái đường nó ra cũng được, thì tùy theo ha. Như vậy thì các bạn có thể là thử coi thì kết quả như thế nào. Nếu như bạn nào làm không được thì có thể là inbox cho tôi để tôi có thể là giải thích nó cụ thể hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.